Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FVNC ngày hôm nay 17 tháng 9. Và trước khi đi vào phần tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật của phần đầu chương trình ngay sau đây. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam khẳng định có gian lận thương mại trong việc nhập khẩu gà Mỹ vào Việt Nam. EVN đề xuất 3 cách tính giá điện, trong đó có cách tính đồng hồ giá cho các hạn mức sử dụng điện. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Vietinbank nâng mức hỗ trợ tín dụng thêm 1.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2 của dự án khu công nghiệp Hiệp Phước. Kính thưa quý vị, chiều tối qua thì công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ký kết đón nhận thêm gần 500 tỷ đồng tín dụng tài trợ từ Ngân hàng Thương mại Công thương Việt Nam Vietinbank. Ký kết này đã nâng hạn mức tài trợ tín dụng của Vietinbank cho khu công nghiệp Hiệp Phước lên mức 1.000 tỷ đồng. Theo biên bản ký kết, Vietinbank sẽ nâng hạn mức tài trợ tín dụng cho dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 từ mức 515 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Khoản tín dụng này sẽ được dùng để giải ngân cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng và giải phóng mặt bằng của dự án. Theo đó, dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư xây dựng gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng là 2.600 tỷ đồng và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là gần 1.400 tỷ đồng. Hiệp Phước giai đoạn 2 của mình là khoảng 4.000 tỷ. Thì trong đó, hiện nay mình vừa ký cái hợp đồng là 1.000 tỷ. Bên cạnh đó thì còn cái nguồn vốn tự có của Hiệp Phước. Và đến nay, khu công nghiệp Hiệp Phước đã đầu tư trên 1.000 tỷ về công tác đền bù giải tỏa và một số các hạng mục liên quan. Bên cạnh đó còn được có sự hỗ trợ thêm của công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đã được tàu từ khoảng gần 300 tỷ. Và thành phố cũng đã hỗ trợ cho khu công nghiệp Hiệp Phước hai cái cầu là cầu Mương Lớn và cầu Rạch Rọt lấy từ vốn ngân sách. Với cái lượng vốn này và đầu tư theo hình thức cuốn chiếu thì có khả năng là đủ để hoàn thành khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 mình. Tuy nhiên, nếu một phát triển thêm một số các sản phẩm mới về phát triển thêm tiếp tục nữa, hơn nữa về nhà xưởng cao tầng cũng như là đẩy mạnh hơn công tác khu công nghiệp hỗ trợ nữa thì chúng tôi phải cần thêm một số cái đơn vị tài chính khác tài trợ cho chúng tôi. Có mặt tại buổi lễ ký kết, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hợp đồng này được ký kết sẽ thúc đẩy nhanh việc hình thành khu đô thị công nghiệp cảng Hiệp Phước. Đồng thời, ông cũng chỉ đạo IPC, Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, đơn vị sở hữu khu công nghiệp Hiệp Phước có quy hoạch tổng thể trong việc phát triển công nghiệp phía Nam thành phố. Lãnh đạo của Công ty IPC phải có cái tầm nhìn chiến lược phát triển đồng bộ tổng thể khu đô thị công nghiệp cảng Hiệp Phước. Kết nối cái trục Bắc Nam giữa trung tâm thành phố hiện hữu với khu đô thị công nghiệp cảng Hiệp Phước. Đây là một sứ mệnh lớn mà từ 20 năm qua khi thành lập IPC ngay từ đầu thì cái trọng trách này đã được các thế hệ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh giao cho các đồng chí. Cũng trong dịp này, ông Cang cũng yêu cầu khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 nên ưu tiên kêu gọi doanh nghiệp trong 4 nhóm ngành mà thành phố đang cần như công nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghệ thông tin, công nghiệp cơ khí, chế tạo máy gắn với ngành giao thông, công nghiệp chế biến, tinh thực phẩm và công nghiệp hóa nhựa cao su. Nhưng sự có mặt của đại diện ngân hàng, các sở ngành và ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi lễ ký kết thì ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các đơn vị phối hợp xây dựng một chương trình kết nối doanh nghiệp và ngân hàng dành riêng cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chương trình kết nối doanh nghiệp và ngân hàng của thành phố trong thời gian qua đã mang đến những hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, ông vẫn muốn có một chương trình dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhóm doanh nghiệp không có nhiều tài sản thế chấp. Theo đó, ông đề nghị Vietinbank kết hợp với Ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và đại diện các sở ngành xây dựng chương trình hỗ trợ dành riêng cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Tôi cho rằng nếu được thì chương trình này hôm nay chúng ta tháng cuối tháng 9 thì cố gắng làm sao đó khoảng tháng 11 chúng ta có thể trở lại thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ nhau trong cái chương trình ký kết hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn kết cụ thể hơn, sâu hơn và cũng từ đây để rút kinh nghiệm chung cho cả nước trong cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ. Hiện nay cả nước đang lúng túng và đặc biệt là cái cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang lúng túng. Thì từ cái này là thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta làm trước với việc tin để từ đây chúng ta rút kinh nghiệm ra những việc gì trách nhiệm ủy ban thành phố, lãnh đạo thành phố phải lo, việc gì các sở ngành lo, việc gì doanh nghiệp lo và việc gì Vietinbank lo thì tôi tin chắc rằng trong 5 năm tới
thì cái chuyển dịch rất là mạnh của doanh nghiệp nhỏ và vừa nó sẽ tạo cái sức sống cho cái nền kinh tế thành phố. Chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai từ năm 2012. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, số tiền ký kết cho vay từ chương trình này đã đạt hơn 77.600 tỷ đồng, cao hơn mức đã ký kết trong suốt giai đoạn từ 2012 đến 2014. Liên quan đến vụ thịt gà Mỹ bán giá rẻ tại thị trường Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam mới đây đã lên tiếng khẳng định có gian lận thương mại trong việc nhập khẩu đùi và cánh gà Mỹ vào Việt Nam. Đại diện Hiệp hội cho biết sau khi có dư luận về vụ việc trên, Hiệp hội đã làm việc với Tổng cục Hải quan yêu cầu cung cấp số liệu xuất nhập khẩu thịt gà 7 tháng đầu năm, sau đó làm việc với Cục Thú y để khớp số liệu. Cục Thú y khẳng định tất cả giấy chứng nhận kiểm dịch Bộ Nông nghiệp Mỹ cấp đều đủ tiêu chuẩn. Hiệp hội sau đó tiếp tục làm việc với Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Mỹ. Cơ quan này cho biết giá cánh gà nhập khẩu thấp nhất từ Mỹ là 0,9 đô la Mỹ một ký, tương đương hơn 20.000 đồng một ký. Nếu cộng với 20% thuế nhập khẩu vào Việt Nam thì không thể có giá bán ra thị trường là 20.000 đồng một ký. Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Mỹ cũng cho biết thịt gà sản xuất từ các bang bị dịch cúm của Mỹ đến lúc hết hạn buộc phải tiêu hủy dưới sự kiểm soát của chính quyền và nếu bán thì giá gần như cho không. Do đó, Hiệp hội Chăn nuôi khẳng định việc vẫn có thịt gà Mỹ giá rẻ tại Việt Nam cho thấy có sự bắt tay giữa doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam và doanh nghiệp Mỹ để đưa lượng gà này về tiêu thụ. Hiệp hội đã yêu cầu Tổng cục Hải quan cung cấp rõ địa chỉ doanh nghiệp nhập hàng, nhưng Tổng cục từ chối với lý do đây là bí mật doanh nghiệp. Trao đổi với FBNC, ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cho biết, kết luận của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm không nằm ngoài dự đoán của Hiệp hội. Về vụ kiện chống bán phá giá thịt gà Mỹ, ông Quyết cho biết Hiệp hội vẫn đang làm việc với các công ty luật để tìm các bằng chứng chứng minh việc bán phá giá nếu có sẽ tiến hành khởi kiện. Cũng theo ông Quyết, dù chưa chính thức khởi kiện, nhưng các thông tin liên quan đến vụ việc gần đây đã giúp giá bán thịt gà trong nước cải thiện. Giá đã tăng từ mức 17.000 đồng một ký lên 26 đến 27.000 đồng một ký. Với mức giá này, người chăn nuôi nếu quản trị tốt đã có lãi từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, EVN vừa công bố đề án cải tiến cơ cấu biểu giá điện với 3 phương án tính giá điện. Đáng chú ý thì giá điện có thể được tính đồng hạn thay vì được tính thành 6 bậc như hiện nay. Theo đề xuất của EVN, giá điện có thể được tính theo 3 phương án sau. Phương án 1 là giá điện sẽ được giữ nguyên theo cách tính 6 bậc như hiện tại. Cách tính này có ưu điểm là khuyến khích người dân dùng điện tiết kiệm nhưng phức tạp trong việc thanh toán. Phương án 2, giá điện sẽ được tính đồng giá 1.747 đồng 1 kWh. Phương án này sẽ có lợi cho những ai dùng điện nhiều nhưng lại ảnh hưởng đến những người có thu nhập thấp. Phương án thứ 3, giá điện sẽ được tính rút gọn thành 3 hoặc 4 bậc với giá bình quân là 1.747 đồng 1 kWh. Cách tính này tuy có dễ tính cước hơn nhưng vì bậc chia giảm xuống thì tiền điện có thể tăng lên. Các phương án sau khi lấy ý kiến sẽ được gửi lên Bộ Công Thương và trình lên Thủ tướng quyết định. Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số 420 thưa quý vị. Đây là số giờ nộp thuế đã được cắt giảm cho doanh nghiệp tính đến tháng 8 năm 2015. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, thì nhờ thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tính đến tháng 8 năm 2015, thì số giờ nộp thuế của doanh nghiệp đã giảm từ 537 giờ một năm xuống còn 117 giờ một năm, cắt giảm 420 giờ so với trước đây. Đến nay, thì việc kê khai thuế qua mạng đã được triển khai tại 63 tỉnh thành. Số doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng đạt 98%. Tổng cục Hải quan cũng áp dụng hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị trong cả nước. Bộ Tài chính cho biết trong giai đoạn 2015-2016 thì sẽ tiếp tục giảm mạnh thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính thuế và hải quan, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định về thời gian cho doanh nghiệp. Đến đây thì phần đầu của chương trình cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị theo dõi những nội dung nổi bật của phần tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào mạng lưới phân phối ở các siêu thị nước ngoài. Bánh trung thu tự làm liệu có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm?